Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Sơ là bản tin trưa thứ 6 ngày 15 tháng Giêng năm 2016. Trước hết là phần tóm lược tin hôm nay. Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới loan báo đã diệt trừ đại dịch Ebola, thì một người chết vì dịch bệnh này tại Sierra Leone. Việt Nam gia tăng do thám hàng hải tại Biển Đông. Tổng thống Barack Obama nói rằng chắc chắn là đệ nhất phu nhân không tranh cử Tổng thống. Người làm mặt trả tiền bữa ăn Giáng sinh cho một gia đình Hồi giáo. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Sierra Leone sáng nay loan báo là đã có một trường hợp bị lây nhiễm Ebola xảy ra tại đất nước này ngay tại vùng biên giới giáp danh với Guinea. Các viên chức y tế nói rằng họ đang tìm cách để mà tìm thêm một bệnh nhân nữa bị nghi rằng lây nhiễm virus Ebola. Trường hợp mới nhất xảy ra tại đất nước này Uh, ngay sau khi mà Tổ chức Y tế Thế giới loan báo rằng đại dịch Ebola đã không còn nữa tại các quốc gia Tây Phi. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì uh, Tổ chức WHO, tức là Y tế Thế giới, nói rằng Liberia, Syria và Lyonon uh, cũng như Guinea đã không còn đại dịch nữa và cho phép uh, giới Y tế Thế giới tin rằng uh, đại dịch Ebola sẽ không còn phát tán tại các quốc gia Tây Phi. Đại dịch Ebola đã bùng nổ tại ba quốc gia Tây Phi vào năm 2013 và cướp đi mạng sống của 11.300 người, khiến cho 28.000 người khác phải đưa vào bệnh viện cứu chữa. Và chính đại dịch này đã tàn phá nền kinh tế cũng như đời sống của gia đình tại ba quốc gia này. Sang tình hình Việt Nam thì thưa quý vị, theo tin của đài VOA, Việt Nam đang gia tăng công tác do thám hàng hải Biển Đông trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng do hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Đài tiếng nói Hoa Kỳ cho biết thêm là Việt Nam đang điều động các máy bay không người lái tầm xa tới những khu vực có tranh chấp ở vùng Biển Đông. Các máy bay này không trang bị võ khí, có tầm bay dài nhất là 4.000 cây số và có thể hoạt động không ngừng nghỉ suốt 35 giờ đồng hồ không cần tiếp tế nhiên liệu. Trong khi đó, thì trang báo quốc phòng của Việt Nam cho biết là từ năm 2014, Việt Nam đã mua một số máy bay không người lái của Belarus, sau đó tiếp tục đặt mua các máy bay không người lái của Israel, đồng lúc đó thì tìm cách tự chế tạo máy bay không người lái tại Việt Nam. Ngoài việc phát triển khả năng giám sát đường hàng không, Việt Nam cũng đầu tư cho các tàu ngầm phục vụ cho công tác do thám dưới biển khi ký kết mua 6 tàu ngầm lớp kilo từ Nga trong hợp đồng trị giá tới 2 tỷ đô la hồi năm 2009. Các diễn tiến này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang giáo diết tăng cường các hoạt động thách thức chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm bồi đắp những đảo nhân tạo, thay đổi nguyên trạng, xây phi đạo và gần đây nhất là cho thử nghiệm các chuyến bay dân sự tại đá chữ thập, mở đường cho các chuyến bay quân sự có thể đáp xuống đây trong tương lai. Liên quan đến hoạt động của Tổng thống Barack Obama thì thưa quý vị trong một cuộc tiếp xúc với người dân tại McKinley Senior High School ở Washington DC Tổng thống Barack Obama đã phải trả lời câu hỏi của một người phụ nữ khi bà này nêu lên rằng Thưa ngài Tổng thống theo đúng hiến pháp của Hoa Kỳ thì ông sẽ không còn được tái cử thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa Như vậy nhân cơ hội gặp gỡ này ông có nghĩ là chúng ta nên bàn về một người phụ nữ có thể lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai hay không? câu trả lời của tổng thống Barack Obama là không no và ông nói rằng để tôi nói cho bà nghe rất là rõ có ba điều chắc chắn điều thứ nhất đó là cái chết trong đời mỗi người điều thứ hai là công dân Mỹ nào cũng phải đóng thuế và điều thứ ba là đối với tôi một điều chắc chắn là vợ tôi bà Michelle sẽ không bao giờ ra tranh cử tổng thống à, cử tọa đã cười lớn khi nghe ông tổng thống Barack Obama nói như vậy. Và ngoài ra ông cho biết rằng sau 7 năm lãnh đạo nước Mỹ thì tóc ông đã bạc và ông thấy rằng ông già đi nhiều. Trong khi đó vợ ông tức là đệ nhất phu nhân Michelle vẫn còn tươi trẻ như trước kia. Ông nói rằng cả hai vợ chồng đã tìm thấy được một cuốn video cũ quay đám cưới của hai ông bà cái đây đúng 23 năm. Ông nói rằng lúc đó ông trông như một cái người thanh niên vậy và bà Michelle thì lại còn trẻ trung hơn nữa. Và cuối cùng là tin một người lạ mặt trả tiền bữa ăn Giáng sinh cho một gia đình Hồi giáo. Đối với rất nhiều người thì một bữa ăn không tốn tiền, không mang ý nghĩa gì ghê gớm lắm. Nhưng mà đối với một gia đình Hồi giáo đang sống tại nước Mỹ mà trong bối cảnh xảy ra cuộc khủng bố mới đây tại San Bernardino cũng như một số những người mang cái tình cảm chống lại người Hồi giáo thì một bữa ăn được người khác mời quả là một cái uh, hành động hết sức cảm động đối với gia đình Hồi giáo này. Thưa quý vị, bản tin cho biết là ngay tại Georgia thì một uh, cư dân địa xứ này, người Hồi giáo tên là Islam Mohammed, ở trong lúc cùng với gia đình đang ăn một bữa tối tại cái nhà hàng Oliver Garden nhân uh, buổi tối Giáng sinh, thì khi ông tính trả tiền thì người hầu bàn đã đưa cho ông một tờ giấy bảo rằng đã có người trả cho ông rồi. Và trong đó còn đề một câu là Merry Christmas, Beautiful Family. Uh, chúc mừng Giáng sinh và một gia đình hết sức là đẹp Ông Mohammed đã đưa cái tin này lên trên Facebook của ông và ông nói rằng ông không biết cách nào để diễn tả cái nỗi cảm động của ông trước cái nghĩa cử này của một người lạ mặt. Và ngay lập tức thì cái tin trên Facebook đó đã được lan truyền khắp nơi. Và ông nói rằng sau khi mà quân khủng bố tấn công nước Mỹ thì cái tình cảm thù hận đối với cộng đồng Hồi giáo ngày càng dâng cao và đôi lúc gia đình ông cảm thấy hết sức là chán nản và tuyệt vọng và ông nói rằng tất cả những cái gì mà người đã người này một cái người ẩn danh trả tiền cho bữa cơm đêm giáng sinh đó để lại cho ông một cái niềm tin rằng uh, đời sống tại Hoa Kỳ này không tới mức độ khiến cho gia đình ông phải buồn nản. Tháng vừa qua thì hội đồng quan hệ Hoa Kỳ và hồi giáo cho biết rằng họ đã nhận được rất nhiều những báo cáo là các cộng đồng hồi giáo đã bị phỉ báng và thậm chí cũng có một số người đã tấn công các cộng đồng hồi giáo này và số những vụ tấn công này còn cao hơn số những vụ tấn công xảy ra sau ngày 11 tháng 9 năm 2011 khi quân khủng bố tấn công New York và Washington. Thưa quý vị, sau cái vụ quân khủng bố tấn công San Bernardino của California hôm mùng 2 tây tháng 12 vừa qua khiến cho 14 người bị thiệt mạng thì ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã kêu gọi rằng cấm tất cả những người hồi giáo có thể gia nhập vào nước Mỹ theo diện di dân hoặc là tị nạn. À, chính cái lời tuyên bố đó của ông, ông Donald Trump đã tạo ra một cái tình cảm đau buồn ở trong cộng đồng hồi giáo và kết cục của bản tin của hãng thông tấn UPI thì nói rằng sau cái bữa cơm của người đàn ông mà được hưởng hôm Giáng sinh vừa qua miễn phí, thì cộng đồng hồi giáo đã có người phát biểu trên Facebook rằng họ cảm thấy rằng người hồi giáo vẫn có thể sống một cách an bình tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin trưa thứ sáu tuần tới.